Rồi, em xin chào cô chú anh chị mình nha. Thì cái ao này là cái ao mình lắp tới ao thứ hai của chú anh chị mình. Thì lắp bữa nay lắp tới mấy ao lận, mấy khu, hai khu lận. Thì hiện giờ cái ao này cũng là xuống giống Khê Minh luôn của chú anh chị mình. Ha, này cũng mới xuống được 2-3 ngày vậy đó. Giống Khê Minh ha. Thì giờ tiếp tục tụi em sẽ lắp đầu hơi. Cái đầu hơi nói chung là cái đầu hơi này là mình không phải là chuyên qua cái đầu hơi, tại vì cái này là chạy đầu 65 vẫn kéo được luôn. Thì vẫn kéo cho khách. Này khu của anh nhớ nè, ta qua lập. Giờ mời cô chú anh chị mình theo dõi nha. Đó, đồ lớn này. Mình mong rồi. Này là nó chạy cỡ là 40 cánh là bình thường đúng không? Ba ngựa này chạy khoảng 45 cánh cô chú anh chị mình. Thì hiện bây giờ cái này là nó chạy chỉ có 22 cánh, của 25 cánh. Nói chung là mát lạnh luôn, đây con mát luôn. Đo vô là anh chủ chắc ưng ý liền, bảo anh khỏi lo cái chú chim mình ha. Bây giờ về không phải không? Bây giờ anh cứ chỉnh gì nào mà nó chạy rồi. Rồi thí dụ như bây giờ á. Anh chỉnh cái nào nó tắt nè. Đó là bây giờ là hết có rồi đó. Anh chỉ cần nhấp nhẹ qua một chút vậy là bắt đầu nó chạy lại. Đó. Chạy ngược, chạy ngược cũng được luôn nha. Nếu mà anh muốn như vậy, bây giờ nó đang chạy thuận chiều đúng không? Bây giờ anh muốn chỉnh cho nó chạy ngược chiều đi. Anh chỉnh nó về tắt hẳn luôn. Bắt đầu anh nhấn đè vô, anh ngó cái vàng quạt nó quay kìa. Đó thấy không? Quay ngược rồi đó. Bây giờ lên ga là nó quay ngược đó. Thấy không? Chạy ngược đó, đó. Giờ bây giờ anh muốn chỉnh xuôi lại không? Anh về không? Dặn hết. Đè vô. Chạy xuôi lại đó. Chạy xuôi lại không? Bu ra. Rồi lên. Không, cái này có việc có Zalo thì có điện. Trời đó. Đó hết ra hả? Đó thì nó đủ tua mà. Ừ, này chạy cái này không đe dữ không? Vậy được không? Cái này hồi nãy đo 8 á. Nãy đo 8 đó. Đó này chỉ ta 3.6 thôi. 3.5, 3.6 thôi. 3.7 thì nói chung là 3.5 đó. Tại điện nó nhảy vậy đó, điện nó chưa ổn định đó. Đó. Thấy được không? Thấy ok chưa? Cái con ba ngựa còn khác là 80 me đó. Giờ bây giờ nè, để vậy phải không? Nhớ cúp điện. Rồi. Rồi cúp đúng không? Giờ bây giờ có điện lại nè, anh khỏi làm vậy đó, lát nó tự nó chạy lên đó. Nó chạy đúng cái mức anh đang dịch. Lỡ cúp điện. Rồi tự chạy nè, chút xíu nó chạy lại nè. Tự chạy luôn nè. Giờ nó đang suy nghĩ về nước Mỹ, cái là nó đang suy nghĩ là nước Mỹ hay nước nào. Giờ để chia sẻ cho anh em vậy nha. Dạ. Nãy giờ chạy là nếu motor thường thì ông giờ thử coi nó nóng hay không. Này ấm ấm à. Giờ ông giờ thử coi. Giờ thử coi. Giờ anh nhớ giờ thử coi. Giật không đợi. Sao giật được? Cái nóng vậy đó là xong rồi đó. Và cái điện này là bóc không giật luôn nè. Đấy, đúng rồi, chắc là hồi nãy mình lắp bên đây một cái. Bên đây cũng lắp một cái của chú anh chị mình nha. Lắp một cái đây cũng đang là nói chung là ok rồi đó. Thì còn lắp ở đây mấy cái nữa. Này mấy anh em bên đây quý quá rồi. Tám không bắt nhậu rồi chút xíu rồi anh em đi lắp tiếp, còn không lắp được thì để nhà lắp luôn. Nói chung cũng đơn giản lắm. Tự anh em lắp luôn cũng được, bình thường không sao hết ha. Là anh cho nó chạy mức nào là chạy lúc đó. Đúng rồi, đúng rồi. Nó nhớ cả mức đó. Má con nhận này nó nhớ hay, nó đâu hay. Đâu mai mốt chỉnh qua app luôn á. Mai mốt là anh lại gần cái tủ này, cái điện thoại nó sẽ hiển thị lên cái bảng thông số trên điện thoại. Anh biết cái con mua có luôn hả? Có chiếu sao là có rồi. Mốt cài có không? Có luôn. Mốt cài lên cài nha. Rồi ok, nâng cấp được đó. Này là cái hộp số nó kêu. Anh muốn
cái motor nhỏ hơn. Anh phải xài cái motor nhỏ hơn, cái nhỏ hơn là phải cùng rồi. Không được. Motor ra làm được không? Không. 220 là chạy. Phải motor của nó mới được. Đó mà chết nè, đi đền. Đền bảo hiểm này không nổi mà vợ tao nó không chịu. Biết rồi. Cái này á, biết rồi. Không điện giờ đó, nhẹ thôi. Nhẹ được thôi. Hay vậy ta. Không hay sao là tiết kiệm 50% điện mà, 50% điện. Bởi vậy mình có lợi mình lắp chứ không có lợi đâu có lắp được. Tại vì nếu mà bây giờ mình mua một cái biến tầng mà cái motor này như biến tầng á là chủ yếu nó chạy nhẹ thôi, chạy nhỏ nó mới giảm thôi chứ thằng ra lên tải rồi nó vẫn nuốt nhau bình thường. Nhưng cái thằng này là nó chạy ví dụ cái kia 2 triệu thì chạy 1 triệu từ điện chắc có 100% vậy. Tại vì nhẹ hơn nữa. Đúng 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 đó. Nếu nó chạy nó nắm điện này nói chung là từ cái tủ điện này qua nó không có giật. Còn cái điện này xuống là giật nha. Để nó đem đi hiểu không? Chuyển qua cái tủ này nó xuống đây xuống motor là không giật. Chứ còn điện này là giật à. Ba xài để mình hương chứ mình lấy này nó tuôn cho con rồi. Nè cái này tôi chống nè. Cái đó là chống hết á, chống bền. À, mình nuôi một vụ tôm là nó lấy vốn rồi, nó lấy được cái motor đó anh. Cứ từ từ, cứ từ từ để cho ông Tám ông trải nghiệm đi. Là cái độ biết cái độ mà giảm điện là mình đã biết rồi, bây giờ mình sẽ đã cái rõ trước mắt rồi. Nhưng mà cái độ bền không phải là quan trọng. Trời đá đâu bẻ nó 5 năm chạy gì nữa. Anh chạy đủ 5 năm coi chừng cái cốt nó mòn luôn. Khu này có anh nhớ nè, khu này có anh Tư Phong cũng xuống này 28 ngày được của chú Ba nãy luôn ha. Còn giống thầy Minh thì cũng lắp mấy dàn quạt nữa của chú anh chị mình, bỏ tiết kiệm điện luôn ha. Thời điểm này họ chạy quạt thôi, chưa có lắp oxy. Thiệt nghề nghiệp hơn kể. Rồi rồi có chưa, có hết mà. Đâu đâu không, tôi đã tháo rồi. Này đang lắp đầu hơn. Nhiều đó làm sao mà. Đồ ôm anh sợ trừ tiền chứ buồn què. Trời ơi tiền bạc má cái này bỏ cái gì vậy? Không à, lấy ơi, lấy. Phải rồi cha. Đúng mẹ thằng nào mà